Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì thời tiết mưa gió và trong showroom không có xe Altis để trưng bày để em quay cái hình ảnh đẹp nhất. Tuy nhiên là những cái thông số và những cái thông tin hiện tại thì em xin phép là làm cái video ở cái điều kiện nó không được tốt cho lắm. Thì trong khuôn khổ video này em xin phép là giới thiệu về Altis và chính sách hiện tại và chưa từng có, bởi vì là hiện tại là Altis được nhà máy Toyota Việt Nam hỗ trợ thuế trước bạ đến 40 triệu. Ngoài ra thì đại lý hỗ trợ thêm một phần ưu đãi nữa trị giá 30 triệu. Thì tổng ưu đãi lên cả tiền mặt và phụ kiện có thể quy đổi sang tiền mặt là 70 đến 80 triệu. Ngoài ra thì cái thông tin gần như 100% sẽ giảm thuế trước bạ cho những xe lắp ráp trong nước. Làm cái xe Altis hiện tại là một những cái xe hợp lý nhất, cái phân khúc là hơn 700 triệu lăn bánh. Trước mặt em là cái xe Toyota Altis phiên bản G cao cấp 763 triệu. Thì sau khi giảm giá tiền mặt, tối đa tiền mặt và đăng ký thì lăn bánh nó sẽ rơi khoảng độ tầm 740. Và trước giờ thì vài năm trở lại đây, 3-4 năm trở lại đây thì chưa khi nào mà Altis lại rẻ như bây giờ. Nếu như phiên bản 1.8e giá niêm yết là 733 thì giá lăn bánh sau khi được giảm thuế từ nhà máy và giảm thuế từ nhà nước là rơi xích xoát vào 700 triệu. Nếu mà so sánh cái tầm giá để lăn bánh chiếc xe này thì nếu mà trong phân khúc hạng C thì gần như là không có giá nào ở chiếc xe nào có giá này, và nếu như so với cả tầm 700 triệu thì chênh với cả Honda City là tầm 100 triệu sau khi lăn bánh thì nó là phân khúc hạng C, máy 1.8 mà mức tiêu thụ nhiên liệu là rất tiết kiệm, có 6,5 lít trên 100 cây. Cái điều kiện lý tưởng thì đây là một cái video giới thiệu nhanh về chính sách xe mà và giá xe thôi. Giá xe thì hiện tại các hãng là đồng loạt tăng giá bởi vì là có cái chính sách giảm thuế từ nhà nước, nên em lên cái video này nhanh cho anh chị, mời anh chị xem qua một lượt về xe và nội thất. Xe Altis phiên bản chúng ta cùng tham khảo qua cái nội thất của Altis phiên bản G. Thì phiên bản G khác với cả phiên bản E, cơ bản là hai bản khác nhau 30 triệu, thì cơ bản là bên ngoài ngoại thất là khác nhau về bộ đèn. Bản G thì có đèn là full LED, bi LED, còn bản E thì có đèn halogen và dạ đa hướng. Còn nội thất thì bản E sẽ có nội thất màu be, còn bản G sẽ có nội thất màu đen. Còn ngoài ra thì nó khác nhau về một số cái như chế độ lái và các cái gạt mưa tự động, đèn tự động và khởi hành ngang dốc. Theo cá nhân em thì nội thất của bản G này sẽ đẹp hơn, bởi vì nó sẽ đồng bộ hơn với cả cái nội thất trong xe. Còn màu be thì thực ra nếu gia đình mình có trẻ nhỏ ấy thì nó hơi bất tiện một chút. Thế chiếc xe này thì bên em đã chuẩn bị giao cho khách rồi. Còn cái lượng xe của tháng 11 do cái thông tin là được giảm thuế ấy, và nếu mà đặt xe thời điểm hiện tại thì sẽ được ưu đãi kép về thuế, nên là cái lượng xe của tháng 11 nó về tầm giữa đến cuối tháng, nên là không còn lượng xe nhiều. Giá có thể là các hãng đồng loạt giảm tăng giá, nên anh chị có cái nhu cầu lấy xe trong năm nay để hưởng ưu đãi thuế thì alo giúp em qua cái số điện thoại em để trên màn hình. Nếu anh chị cần thêm thông tin gì thì vui lòng gọi điện giúp em qua hotline. Em cảm ơn.